Vâng, kính thưa quý vị, nay tôi trở về Tây Ninh để tôi kiểm tra căn nhà lớn này. Đây cũng là một cái nỗi lèn, cái lèn nó thấp nên là phân nó rất là ẩm. Mà nhà cùng nhà này cắt ẩm rồi, nhưng mà trên rất là đẹp. Thực sự là trên rất là đẹp. Đây, trên này, đấy. Nhiều không? Có thấy là ok không? Có hiện này. Nhà cái này nhỏ hơn nhà kia, nhà kia mức băm nhiều hơn không? Đây là chỗ này nằm ở cánh đồng lúa, vùng chim đánh lá rất là tốt, nhưng mà khổ một cái là cái nền làm nó rất là thấp hơn so với cái kia, nên là chim cũng được thôi, nhưng mà nó ẩm vẫn cao. Đây, hai cái nhà này kiểm tra ẩm rất là cao. Thứ hai là cái tổ này lấy hết đi nha, được chưa? Đừng có để cái này đấy, chú bị thấy chim và rất là tốt đấy. Đấy. Đường này đấy, bác thấy nó thẳng đường không? Bác thấy là chim là bác thấy nó thẳng đường không? Thẳng đường hoa không? Này nó không còn lộn xộn nữa, không có đường luôn. Đấy, cũng một đống phân là hai con đấy nha, được chưa? Như tầng trên đi. Thế là thay cho cái ống mới. Còn đây, đây. Nhà này thì nó cũng có tổ, có chim rồi, nhưng mà sau tôi phải làm lại. Bác cứ kêu nhà này nó không bằng nhà kia, cái nhà này nó cũng đâu kém với nhà kia đâu. Bác Hiền. Ui giời. Ba cái chim này, tầng trên này. Đấy. Trên này khô khan hơn, với này, trên này nhiều chim hơn này. Chắc có lẽ cái nhà kia bác về bác cũng gặp phân, gặp ấy lại, gặp bạt lại. Để nó khô hơn xíu. Đó. Đồng. Cái nhà này nó ít mét vuông hơn là khi mà đến thấy nó có linh hồn hơn đúng không? À, thấy chim nhà đẹp không? Tốt không? Đồng quá trời. Đây làm tổng. Đấy, cái này để tưa nước nó rò ra này. Có thấy phần chim mới không này? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Không cần gì ý kiến gì về cận nhảy đến này nữa, cứ thế này để chuyện nó vận hành thôi nhé. Yeah. Này không phải lo nghĩ gì cả. Ui. Quá trời, phần trắng quá trời. Phải khô như thế này mới được nhé. Về cái nền nhà bên kia cũng phải xử lý lại ha. Cuốn cái bạt này. Này, phần này. Nó đẹp không? Đẹp phát không? Thoáng nhà ra thì tốt. Tổ. Đợt này nó sẽ làm tổ trắng không? Thấy chưa? Ra sản phẩm nào biết sản phẩm đó không? Là sản phẩm tổ mới. Không, chả xử lý chim về đèo này này, mày về này xử lý gì nữa, chim này chim mới được. Phát đâu. Tầng này đâu. Tầng này cũng hoành tráng nha. Vâng, ở đây cái nhà yến chúng tôi làm đây được chắc 3 tháng rồi. Phần chim cực kỳ tốt luôn. Đều tắt luôn này.
thằng đeo thằng đeo bao nhiêu rồi nhà này khô cuối cùng nhà này khô hơn nhà kia bạn về về múc cái bạt thì cái nhà cũ múc được lại được chưa chẳng đẹp ở bách đây ở bách thấy được không ở bách thấy bác thấy nhưng mà bác thấy nó cứ hình thành cái lún đấy hình thành cái lún chim đấy chưa hình thành cái lún phân đấy thế nó hình thành đang hình thành cái lún phân 2-3 tháng nữa tôi lên thì nó sẽ hình thành đầy đủ các lún phân này thấy chưa đẹp không có lông nó rũ rồi này lông đấy thích nhất là khi mà mình quay phim là mình thổi một cái là những con nó ở nhưng nó rỉa lông là nó ở chắc chắn nha mình khỏi bàn cãi được chưa? Rồi, ok nhà này được 3 tháng được tốt không phải suy nghĩ gì nước Mỹ rồi đây loa này là này thôi xin kết thúc video tại đây tối nay bót lên cho bà con xem cho vui.